Chào bạn, chào mừng các bạn đến với Insight và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục từ phần trước. Mình hãy chắn mình qua đoạn này rồi. Ok. Open the door. Open the door. Not dead yet. Not dead yet. What? Chưa hiểu. Nhưng mà cái này bật lên rồi. Bật với. Yeah, mình chưa hiểu cái gì đang xảy ra luôn. Mình nghĩ là không kéo được cả cái thùng to rồi đâu. Kéo, kéo, nope, chắc chắn không. Bây giờ không lên được luôn. Yep, chắc chắn không lên được. Hello my friend. Giờ sinh ra điều hiện. Let's go. Đúng rồi, đúng rồi.
Bọn này có thể đỡ mình lên được không? Đỡ lên được ngon. Rồi từ 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 không đi xuống. À ra đây. Ra đỡ lên nào anh em. Nào, đỡ lên nào. Nào, đỡ lên. Đỡ lên, đúng rồi. Từ từ đứng yên lại, đứng yên lại. Tháo này ra được không? Tháo ra. Ok, chưa tháo ra được. Okay, let's go, my friend. What the hell, sờ sạn. À, thấy bọn sờ kiểu kiểu vợ con bố mẹ gia đình. Hello. Oh, phải đủ người cơ á. Uầy, lại còn phải đủ người nữa cơ á. Come here my bro. Come here my bro. Rồi sau đó mình xuống bên dưới mình có thể kéo được cái thùng kia. Tại bây giờ mình có rất nhiều kiểu đồng bọn. Nhưng mà mình cứ kiểm tra trên này trước đi ạ. My friend, bọn mày ra được không? Đừng chết nhá. Cấm nó chết. Mình nghĩ bọn nó không chết đâu. Ngoài này có anything không? Úi giời, bé lên nào. Đỡ tao lên, đúng rồi. Đừng yên đấy. My friend, đừng có chết anh em. Thả nó xuống đấy. What the hell? Ok, mình nghĩ chỗ này chả có gì đâu. Ờ, ok, bây giờ xuống dưới đẩy cái xe. Đỡ tao nha anh em. Thank you my friend, let's go. Chết đâu. Úi giời ơi, phê quá. Ném lên nào. Rồi thế đó mình quay lại mình đẩy cái xe kia. Cái mục đích lên đây là gì? My friend, đỡ đây anh em. Ok, không cần rồi. À, ra đây kéo my friend. Để đấy à. Rồi sau đó chơi như này kiểu có đồng bạn hay hay
nhưng mà mình chưa hiểu. À, sau đó mình bắt bọn nó đẩy nào đi xuống. Ờ, bọn nó đẩy đây. Đẩy ra anh em. Rồi sau đó ra cứu bọn kia. Nào. À. Shit. Cần có đồng bọn cơ đủ má. Mày lên được không? Phải có đồng bọn, mình chưa hiểu cho bọn nó lên như nào. Có đồng bọn mà nó mới kéo được. Hai nhảy lên, à nhảy lên. Bỏ đấy, nào lên nào anh em. Shit. Hiểu rồi, kéo lên này. Nhanh nhanh nhanh, lên lên lên. Lên. Kéo lên được luôn, thế mình làm gì? Lên. Phải. Không. À. À, úi giời, quá dễ dàng nào từ từ. Fuck you bitch. Ngồi yên đấy. My friend. Đúng rồi. Ra đây nào my friend. Come on. Kéo giúp cả anh em. Hồi chết rồi. RIP. Cái này nó không auto cầm cầu thang mà mình vẫn phải ấn xuống. Give me that shit. Nào, thích nhau, ra đây thích nhau không? Thích nhau không? Tao ra cứu đồng bạn á, mà cứ từ từ nào, thằng này. Thích nhau. Ra đây. Ra đây lấy mỗi con này rồi á. Mình đang chơi crack thì cái này nó không đáng giá mấy. Thế nên mình hơi phí thời gian. Thôi mình nghĩ mày xong rồi đấy. Đấy mất luôn. Mình chả dùng để làm gì nữa. Mấy cái đấy thì chắc kiểu nếu bạn mua bản thật thì nó sẽ có mấy cái achievement, nhưng mà mình đang cho bản crack thế nó chả có đâu. Thế nên mình chả quan tâm mấy. My friend đỡ nha anh em, đỡ nha anh em. Đúng rồi. Bây giờ mình chả hiểu kéo ra đẹp gì nữa nhưng mà cứ kéo đi.
Bây giờ lên xe chắc đủ rồi. Từ từ, từ 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 anh ơi, em ơi, hai mươi thằng thằng này nữa ra đây, thằng này chết rồi nhưng mà kệ đi, cứ đi vào. Tám thằng nữa, what the fuck. Hai thằng kia ở đâu nhỉ? Mình vẫn có đập vỡ cái hòm, cái chuồng kia ở trên này. Nó ở ngay ở đây nhưng mà bây giờ nhảy xuống phát thôi chết. Không biết bọn nó đỡ được không? Bây giờ nhảy xuống phát trên này. Cứ nhảy thử đi, có chết không? kiểu gì cũng chết mà. Hay là sao bọn nó nhảy xuống trước rồi sau đó nó đỡ được cho mình. Ôi thằng như là ba bọn này và một thằng nữa cơ, thằng cuối chạy ở đâu. Xong là đi anh em. Xong rồi my friend. Fuck this shit. My friend. Sóng âm vậy, cái gì sóng âm vậy? Ô rồi. Sóng âm của Lee Sin, what the fuck? À, sóng âm của Lee Sin, mà các bạn thấy gì chưa? Chạy nhanh em chết. Sóng âm của Lee Sin. Từ từ. Sóng âm của Lee Sin.
làm sao mà kịp rồi nhở? Lên đây chả có éo gì luôn. Vẫn trên chả có éo gì luôn. Không kịp. Phật đề xe la móc cần có chuẩn móc trở về lại chết này. Please stop. Mở cửa ra nào, mở cửa ra tao chạy đây. Mở. Mở đây anh em, mở ra. Ok, bye bye, fucking shit out of. Bọn này chắc thí nghiệm kiểu sóng âm CC gì đó, mình không biết nữa. Đùa. Sống ông nói nhá. Please no more sống ông. Bọn này ném quy li xin kiểu cái này. Cả 10 thằng ném quy li xin cùng lúc sống ông giết chết hết người luôn. What the fuck? Barbeng.
Nhầm nhầm. Uầy, đừng nhờ em không muốn đánh nhau với chị nữa đâu. Chị nhớ em không hề mà đánh nhau với chị nữa đâu. Bốp, em bảo em không muốn đánh nhau với chị mà. Ôi chị ơi. Éo, 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 éo. Kéo đây chỉ để an toàn thôi, mình vẫn phải bơi tiếp cơ. À, how to hold. 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 Mèo. How to hold. How to hold. Áo ăn từ từ mình cần phải chạy nữa, mình lên lên đây luôn. How to hold. Từ từ xuống đây anh em. Không kịp rồi. Không kịp rồi. Chị ơi. Ui.